anh Mã Mở xin thân chào các em. Hôm nay em đã mở xin giới thiệu các em, đây là một cái mẫu mô hình đồ chơi xe công trình. Đây là xe cẩu nha em, xe xúc đất á, dùng pin. À, thì cái này là anh Mã Mở trong cái clip trước anh Mã đã ráp vô rồi. Rồi giờ hôm nay chúng ta chơi thôi. Cái này nó hay một cái là có thể các em hãy quay là bốn phương tám hướng như thế này, và cái này cái cần cẩu nè. Đó. Múc lên, múc xuống, múc lên, múc xuống rất là ok ha. Rồi ở phía dưới các em hãy thấy nè. Anh Mã Mở đã thay ba cục pin vô luôn. Cái này nó có đặc biệt là nó có hai cái chấu này, nó cũng vui ha, ba cục pin. Có thể em có thể thay pin con ó hay pin đề bàn vô đều được. Đó. Cái này là nó quay nè. Đó, rồi bây giờ anh Mã Mở là sẽ bật cái công tắc này. Cái công tắc này thì nó nằm ở bên bên hông xe. Ờ. Đó, nghe chưa? Rồi. Đó, anh Mã Mở thì cho nó chạy ha. Đó. Rất là vui nha các em. Ok, xin chào các em nha.